Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần 15 tháng 7 là một phiên có dấu hiệu kéo trụ để đỡ điểm số với thanh khoản tích lũy rất là cạn kiệt và rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi một cơn gió đông để liệu chúng ta có cơ hội kéo vượt đỉnh trong vòng vài phiên tới khi mà thị trường đang có xu thế đáo hạn phái sinh trong tuần này. Thì thực tế chúng ta nhìn thấy điểm giảm một điểm không có gì đáng ngại cả. Và trên thực tế chúng ta vẫn có đến 170 mã xanh điểm với thanh khoản 14.000 tỷ. Mình đánh giá đây là một dấu hiệu cạn cung rất lớn và chắc chắn rằng nhà cái họ không thể phân phối được với cái thanh khoản bé như này. Do đó thì chúng ta vẫn đang có một cái kỳ vọng rằng sẽ có một nhịp tăng, có thể trong ngắn hạn thôi, có thể là trong vòng 4 5 phiên, thậm chí là 2 3 phiên để kéo FOMO dụ dòng tiền vào. Thì như chúng ta đã nhìn thấy hiện giờ là thị trường đã có 4 phiên liên tiếp với thanh khoản càng ngày càng suy giảm và cái tốc độ giảm ấy cũng càng ngày càng giảm. Ví dụ chúng ta nhớ đấy, phiên này là giảm 7 điểm, sau đó giảm 5 điểm, 3 điểm và hôm nay thì giảm chỉ còn 1 điểm thôi. Thì chúng ta nhìn thấy có một cái khu vực trước đó mình đã từng kể, đó là khu vực hồi đầu tháng 5, cuối tháng 5 thì đúng hơn. Chúng ta sau khi vượt EMA20 đã có ít nhất khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 6 phiên đi ngang với thanh khoản rất là thấp. Thì chúng ta ở đây cũng có trường hợp tương tự, thị trường đã vượt lên và đã có từ 4 phiên với thanh khoản rất rất cạn kiệt. Chúng ta nhìn thấy rất giống. Và chúng ta kỳ vọng rằng ngày mai và ngày kia sẽ là một cơ hội để thị trường kéo bùng nổ. Bởi vì sao? Chúng ta đang chuẩn bị đến những ngày cuối cùng của đáo hạn phái sinh. Và như chúng ta đã biết rằng là nhà cái họ rất lo, đúng không? Thì hy vọng là thứ tư hoặc thứ năm tuần này họ sẽ đóng ở một cái vị thế cao nhất. Tất nhiên là vượt được 1.300 thì mình nghĩ là chưa. Tất nhiên là mình kỳ vọng rằng nó sẽ sát được 1.300. Còn ở khu vực 1.300 cho đến 1.315, khu vực này sẽ cực kỳ nhạy cảm và bắt buộc chúng ta phải có kế hoạch. Ví dụ như là chốt lời từng phần những cổ phiếu lướt sóng T cộng, hoặc đối với những vị thế lãi lớn thì chúng ta phải theo dõi rất kỹ đến khi nào mà nó gãy chen. Tất nhiên rằng là nếu mà nhìn kỹ ra thì thị trường vẫn đang test với khối lượng thấp, thì đây mình đánh giá là một yếu tố tích cực, vẫn an toàn trong tầm kiểm soát. Còn nó có thể rủi ro nhưng mà chúng ta có thời gian quản trị. Thứ hai là hôm nay chúng ta đi phân tích một số cổ phiếu có điểm mua bán tốt và mình sẽ cùng đi chia sẻ câu chuyện tại sao đợt này có điểm ưu điểm là một số cổ phiếu, bốn cổ phiếu này Tây Long nó mua bán cực kỳ nhiều. Và mình sẽ cảnh báo lại một lần nữa mình cảnh báo nguy hiểm của nhóm ngành công nghệ nếu ai có tiếp tục đu bám hoặc là bắt đáy. Thì cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn đồng hành cùng kênh Chứng khoán Tuấn Hưng. Và trước khi đi vào nhận định thị trường ngày hôm nay, xem mình khuyến nghị những gì thì chúng ta hãy để lại cho mình xin một lượt like cũng subscribe kênh. Còn đây là nhóm cộng đồng của mình, anh chị có thể quét và tham gia hoặc ở phía dưới phần comment mình có để lại cái đường link để chúng ta có thể tham gia trong trải nghiệm của mình nhé. Cảm ơn tất cả anh chị. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy hôm qua mình đã nói rằng thị trường kỳ vọng là có những phiên giảm điểm thanh khoản cực thấp, và chúng ta hiện thấy hôm nay thì mình có khuyến nghị anh chị em mua ba cổ phiếu. Cổ phiếu hôm kia mình có lên trên VTV khớp lệnh nữa, VTV khớp lệnh mình có, anh chị em có thể vào VTV khớp lệnh mình có một cái video đó là khuyến nghị cổ phiếu BCM cách đây hôm mùng 9 tháng 7 thì phải, theo như mình nhớ. Thì đây chúng ta hôm nay BCM đã có một điểm tăng khá là tốt, và đó là cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Điểm mua của mình là 61,5 đến 64,5. Thì đây là một cổ phiếu tương đương với GVR. Và hôm nay thì hai cổ phiếu này là vốn hóa lớn đã góp cái phần kéo chỉ số rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy là GVR và BCM hôm nay là hai trong số các cổ phiếu, ô xin lỗi, GVR hôm nay bị đánh giật xuống một chút, hơi đáng tiếc. Nhưng BCM của chúng ta đóng vị trí gần như cao nhất và là một trong những hai ngôi sao sáng cùng với PLX. Và chúng ta để ý rõ ràng hôm nay là có dấu hiệu kéo trụ, không có gì bàn cãi cả. PLX này là trụ này, BCM cổ phiếu bất động sản khu nghiệp vốn hóa rất lớn thuộc nhóm trụ. VietjetAir của chị Thảo cũng là trụ, và cái trụ này chắc chả ai dám ôm nữa. Sau khi chị Thảo đánh giật ngược từ trên xuống như thế thì tỷ lệ này là coi như là nhà cái họ tự kiểm soát thôi. GVR thì chúng ta chơi được và chúng ta đang nắm giữ BCM và GVR. BVH thì nhóm mình không cầm lắm nhưng mà cũng đang là một ngôi sao để đỡ chỉ số. Và sắp tới thì mình thấy hôm nay có một số khách hàng của mình có mua Magas, mình không khuyến nghị Magas nhưng mình đánh giá rằng Gas ở giá 77 đến 78 là mua được. Tất nhiên là nó hơi khó đánh. Mình thì mình thích GVR và BCM hơn, nhưng Gas và PLX thì mình đánh giá là có thể tiềm năng là những cổ phiếu kéo trụ để đỡ chỉ số. Thì chúng ta nhìn thấy đây là dấu hiệu kéo trụ rõ ràng khi mà có chỉ giảm một điểm thôi mà mã đỏ khá là áp đảo. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng kéo trụ nhưng lại thanh khoản rất là thấp thì rõ ràng rằng nó là một điều cũng vẫn coi là tích cực. Đó có nghĩa nhà tạo lập họ chưa muốn cho thị trường rơi ở khu vực này mà họ muốn đợi một cái cơn gió đông, một cái liều tín hiệu nào đó, có thể là tín hiệu đấy đến từ cái tin tức nào đó giảm lãi hoặc một cái gì đấy, hoặc nó có thể đến từ thế giới.
Ví dụ như Dow Jones này này nó đang có dấu hiệu vượt đỉnh rồi này. Hôm qua và hôm nay là hai cây nến, hôm nay chính thức là vượt đỉnh. Hôm qua vượt đỉnh một chút, chúng ta nhìn thấy US 30 đúng không? Hôm qua đánh lên và chưa vượt được đỉnh, cái đỉnh của nó là 40.000 thì hôm nay mình nghĩ là nếu hôm nay với US 30 chưa mở khoảng 5 phút nữa bắt đầu khai mạc thì mình nghĩ rằng là khả năng rất cao là hôm nay sẽ là hôm mà Dow Jones vượt đỉnh. Và khi Dow Jones vượt đỉnh rồi thì chúng ta có một cái cơn gió đông, một cái lý do để cho tạo lập rằng là họ đánh lên thì mọi người còn tin chứ đúng không? Thế thì mình nghĩ rằng ngày mai và ngày kia mình rất kỳ vọng rằng thị trường cũng như là sẽ có những pha kéo. Còn câu chuyện rằng kéo mã gì chúng ta có ăn hay không thì lại là chúng ta phải lại phải theo dõi tiếp. Bởi vì mình nghĩ rằng là không hẳn cổ phiếu nào cũng cho chúng ta ăn đâu. Đấy, giai đoạn này là có khi lại giống cái giai đoạn mà chúng ta nhìn, giống cái giai đoạn mà thị trường như này này. Điểm số thì kéo lên. Cái giai đoạn này này, điểm số thì kéo lên nhưng mà toàn ngân hàng không kéo. Và chả ai có cơm ăn. Thì mình nghĩ là nếu mà kể cả thị trường nó có kéo lên khu vực này. Nhưng mà nếu chúng ta không cầm nắm được đúng ý đồ của tạo lập ấy. Thì có khi rằng là chúng ta chưa có ăn đâu. Thì chúng ta hãy để lại cái comment và ý kiến anh chị và ủng hộ em một lượt like để cho cái kênh nó tăng tương tác nhé. Thì hôm nay mình có khuyến nghị anh chị em mua thêm cổ phiếu PVT và Gilead. Gilead thì mình khuyến nghị từ hôm qua hôm kia rồi. Thì hôm nay đây cũng là cả ba cổ phiếu này đều tăng rất là tốt. PVT thì mình đã nhận định rồi. PVT thì mình có nhắn tin đây này. Cổ phiếu dầu khí chúng ta mua ở M20 và target là 32 hoặc hơn một chút. Gãy 29 là rủi ro. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là một điểm mua mình đánh giá khá tốt. Và cổ phiếu PVD thì là một trong cổ phiếu có cơ bản rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy hôm nay, hôm qua, hôm nay này, điểm mua ở 29 rất là an toàn quanh M20. Và nếu mà cổ phiếu này vượt đỉnh lên thì mình nghĩ nhẹ nó có thể lên đỉnh cũ khoảng tầm 32. Còn nếu xa hơn thì mình đánh giá rằng PVD nó đang đi trong một cái biên độ. Và mình nghĩ rằng nếu mà có thể lên được đến đây không thì mình chưa dám chắc. Thực sự là mình chưa dám chắc bởi vì nó đang vượt đỉnh rồi. Vượt đỉnh thời đại rồi, còn một cái đỉnh này thì mình nghĩ là không biết nó có lên được đến đây hay không thì mình không dám chắc. Nếu mà lên được 34 thì tốt quá, nhưng mà chúng ta cứ để ý 31, 32 chúng ta có thể chốt lời từng phần. Nếu mà lên được thì chúng ta lưu ý cổ phiếu PVT này. Và đây là chúng ta vẫn đang căng thẳng ở biển đỏ thì mình nghĩ là PVT là một cổ phiếu đánh hơi sốc, nó giống kiểu này đánh sốc một nhịp lên này. Nhưng mà nếu mà khu vực này đừng đu bám nhé, cá nhân mình không thích đu giai đoạn này, khoảng tầm 32-31.5 trở lên ấy thì đừng đu. Đấy, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi. Thì mình đánh giá đây là một cái khuyến nghị của mình. Và nếu anh chị em thấy cổ phiếu Gilead cũng là một trong cổ phiếu mà mình khuyến nghị. Gilead là một cổ phiếu mà mình đã từng khuyến nghị ở đây, nhóm No Chart. Gilead mình đã khuyến nghị từ mấy hôm trước rồi đúng không? CDD thép này, Gilead mình đã khuyến nghị. Gilead 28.523, DGLU này và BCM này thì mình khuyến nghị. Và mình khuyến nghị lại của nhóm Gilead ngày hôm nay thì tất cả các cổ phiếu thuộc nhóm ngành năng lượng nó đã tăng khá là tốt rồi. HDG này đấy, nó đang dướn lên đấy, hơi khó đấy, không phải lên ngay được đâu nhưng nghĩ nó đang dướn. Sau đó thì GEG là một cổ phiếu năng lượng này, nó vượt cổ phiếu này thì không nhiều người cầm nắm, nó đánh ra kinh khủng, mình không biết nó tăng đến đoạn nào luôn đấy. Và cổ phiếu PC1 cũng là một cổ phiếu mình khuyến nghị và đang đánh khá là tốt. PC1 thì mình kỳ vọng rằng nó có thể lên đến khoảng 32-34 gì đấy. Nhưng mình cũng khó khuyến nghị khách hàng mình là giai đoạn này bán một nửa đi đã. Cầm một nửa thôi, mình không dám chắc chắn là mình cứ bán ở chỗ này một nửa đã. Còn lên đến đây được thì tôi tính sau. Còn nếu vượt được thì tôi để giữ, nếu không vượt được thì tôi bán một nửa lốt. Thế đấy cái mà mình khuyến nghị của anh chị em đối với các cổ phiếu này. Thì PC1 nó có cái cản khá lớn ở khu vực này. Thì chúng ta nhìn thấy PAU cũng đấy, đang tăng rất là tốt rồi. PAU này trông thấy khá đẹp, mua thì hơi ghê. Mà trông đẹp phết, có thể lên đến 16-17. Thì mình khuyến nghị cổ phiếu ngân khách. Mình thì chuyên đánh cổ phiếu Gilead rồi, cho nên là mình đánh rất là tốt. Và điểm mua thì mình bảo rồi, nó có giống với PVT không? Cứ quanh cái M20 anh chị em mua cho mình rất an toàn. M20 ở 22.9, anh chị em mua có phải là bây giờ là có lợi nhuận đâu đó hàng trăm, chưa nhiều, nhưng mà nếu cổ phiếu là vượt được cái thì lại ngon. Thì đấy là cái mấy cổ phiếu mình khuyến nghị. Và tí nữa mình sẽ mò thêm một số cổ phiếu mà anh chị em có thể nghiên cứu. Ví dụ anh chị em có thể KDH này, đây là một cổ phiếu mà mình đánh giá là tốt này, mình bảo anh em mua KDH được. Tiền vào chị em nhìn giống khu vực này này. Đây là đánh một cây vôn hồi 2021 đấy. Mình có mấy cây vôn mình lấy ví dụ thôi. Đây là cái chỗ đoạn này này. Anh chị em nhìn đoạn này rất là giống này. Một cây vôn tích lũy này, cạn vôn này. Sau một cây break này, break xịt này. Ấn xuống này, nó cần tích lũy là 2 cây này với khối lượng rất thấp này. Và cần thêm một yếu tố nữa, đó là một cây vôn đánh mạnh lên. Thì nếu mà thị trường ngày mai tăng thì chắc chắn là không có thiếu suất của ông này. Ông này là một trong ông mà dùng từ vốn hóa khá to trong nhóm bất động sản. Và mình đánh giá rằng
cổ phiếu này thì anh chị em mua ở khu vực này quá ok rồi, gì nữa mình bảo cứ gần 10-20 anh chị em mua cho mình đấy. Thì nếu mà thị trường này là mà nó đánh lên đấy thì chắc chắn rằng KDH nó sẽ lên rất là cao. Đây là một cổ phiếu mà mình nghĩ rằng dòng bất động sản chưa chắc đã lên, nhưng mà KDH và Lam Long, TSH, ba cổ phiếu đấy sẽ lên. TSH là khả năng nếu mà thị trường lên thì cổ phiếu này có thể sẽ lên khoảng tầm 22 đấy. Còn Nam Long thì mình đánh giá cũng là một cổ phiếu rất tốt đấy, anh chị em mua những cổ phiếu ba cổ phiếu thôi. Bất động sản mình chỉ ưu tiên ở này ba cổ phiếu là Nam Long, TSH và Hàng Điền, là ba cổ phiếu đích sell mình không thích lắm. Thì mình đánh giá cổ phiếu này cũng sẽ là một cổ phiếu mà đánh lên bởi vì vốn hóa rất là lớn đấy. Thì mình đánh giá ba cổ phiếu này anh chị em có thể mở mua nếu ưa thích bất động sản, bất động sản công nghiệp phím rồi, gách phím rồi, dầu khí phím rồi. Thì anh chị em có thể thấy rằng ở đây có thế thì qua phần phím rồi thì bây giờ thì chúng ta hãy để ý một chút là cái câu chuyện rằng cảnh báo nhóm ngành nào. Thì mình vẫn nhắc lại nhóm ngành công nghệ theo dõi rất là kỹ, và đặc biệt hôm nay chúng ta xem qua FPT theo những gì mà mình cảnh báo ấy thì thực sự nó chưa rủi ro đối với anh chị em nào mà cầm trung hạn, cũng như anh chị em cầm giá từ 115 đổ lại là an toàn, thậm chí là như thế. Còn anh chị em nào mà cầm giá khoảng tầm 26 này thì phải thận trọng, bởi vì sao? Cái điểm lãi của anh chị em không lớn, như anh chị em mua ở đoạn này thì bây giờ vẫn đang lãi, nhưng mà cái điểm lãi này nó có thể biến mất rất là nhanh, bởi vì 5% chỉ với một cây giảm 3% anh chị sẽ còn lãi 1-2% ngay. Cho nên là cái gap này là nếu mà nó mất cái mốc này thì thực sự mất 130 thì mình nghĩ anh chị em ít nhất phải chốt lãi một nửa đối với ai mà vị thế nhỏ. Còn đối với ai mà có vị thế mà từ đây đổ xuống này, từ đây đổ xuống này, chúng ta có thể có thời gian theo dõi để xem nó hoàn thành mẫu hình hay không, hoặc là tích lũy hay không. Tất nhiên là cổ phiếu này thì mình đã nói rồi, nó là ảnh hưởng bởi những cổ phiếu này này, Nvidia anh em chị em nhìn thấy chưa, rủi ro hai cái đỉnh rất to, nó giống giống đoạn này này đấy, anh chị em nhìn thấy chưa đấy. Thì con này cổ phiếu này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cổ phiếu dòng công nghệ. Và chúng ta để ý công nghệ thì bây giờ ngoài FPT là con chủ giống Nvidia thì tất cả các cổ phiếu khác công nghệ MFS rồi như Sung, ai mà bắt đáy ở đây có phải toi không, mà mình cảnh báo luôn MFS nó mà thủng cái chỗ này nhá thì đi rất xa đấy. Cổ phiếu này đánh gọi là nó có thanh khoản gì đâu, anh em đánh bạc bây giờ cứ lao bắt đáy để trung bình giá là chết. Có những người là kiếm rất nhiều lợi nhuận dạng trước mà vì những cổ phiếu như này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy. Thì đây là một câu chuyện MFS bây giờ nó mà xuống là xuống 28, mà nếu mà đu bắt đáy bắt những thứ linh tinh nhưng mà nó xuống nó lẩy lên đến đây thì tốt, nhưng mà nó xuống đến đây thì 20% nữa cổ phiếu đánh cực kỳ nguy hiểm. TTN cổ phiếu công nghệ đúng không, ai khuyến nghị anh chị em chuẩn bị đến chưa gãy đáy nhưng mà mất cái đống này ở dưới nó thông thống như này, đôi khi có thể chia đôi tài khoản rất là kinh khủng. Cổ phiếu TNH để tiền nó đang có rủi ro rút ra khỏi những dòng, anh nhầm không phải TLH, em xin lỗi, ở cổ phiếu FOX, FOC đấy, nó đang cân bằng lại một chút nhưng mà chưa phải là an toàn đấy. Nếu mà nó bật được lại lên đây thì mình nghĩ cũng nên ra hàng đấy. FOC này nếu mà lên được đến đây này thì có khi cũng canh mà ra dần 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 đấy. Và mình cảnh báo một cổ phiếu khác MCH đã từng cảnh báo dòng upcom nhìn rơi như này, nó mà hồi lên đến đây á khoảng 208 thì là cơ hội anh chị em ra hàng, đến cái này là ra hàng được té thôi. Thế còn một cổ phiếu nữa mà mình khuyến nghị là đang rất rủi ro đây, hôm qua mình đã nói rồi đúng không, hôm qua nó mất âm 200, hôm nay âm tiếp 103% rồi. Mình đã nhắc đi nhắc lại cổ phiếu VGI, đối với ai mà đu bám, ai mà mua giá dưới 86 ok coi là các bác lãi to, các bác mình định được. Nhưng mà nếu mà lãi mà mua ở giá khoảng tầm 103 lên đấy, mình cứ nghĩ là nên bán. Đấy. Chúng ta để ý những cổ phiếu FRT này cũng rất là nguy hiểm này. Cổ phiếu này thì nó chưa chết ngay, nó sẽ sideways đây lằng nhằng 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 này nọ. Nhưng mà ai mà cầm mình dư địa không còn thơm nữa, mình đánh giá như thế. Thì đấy là cái khuyến nghị của mình đối với một số cổ phiếu nguy hiểm. Thì hy vọng là anh chị em có thể cân nhắc các cái khuyến nghị này của mình. Và mình sẽ cập nhật qua một chút về tình hình thế giới. Anh chị em nào có câu hỏi nào thì có thể đặt ở dưới phần comment thì mình sẽ trả lời ở trong các video này hoặc là các video sau, hoặc anh chị em có thể tham gia nhóm cộng đồng của mình để có thể trao đổi trực tiếp đúng không, mình có thể nhắn tin trực tiếp mình, ví dụ đây mình sẽ trả lời trực tiếp ở trên đây đấy nha. Thì anh em có thể theo dõi cái nhận định ngắn này của mình, và mình vẫn kỳ vọng vào thị trường ngày mai nó sẽ có một cái điều tích cực khi mà thế giới nó đang ít nhất ở Mỹ này à, bây giờ 8:35 vào phiên rồi, thị trường mở cái gap và chúng ta nhìn đấy. Nhưng mà mình cảnh báo anh chị em nhé, mở gap thế thôi, nó đang đến vùng cản rồi. Và mình nhắc đấy, trong ngắn hạn thì thực sự là mình vẫn kỳ vọng là một nhịp ngắn ngắn để chúng ta kiếm khác. Nhưng ta nhìn qua cái mặt bằng của thị trường thì mình đánh giá như ở cái video mình lên VTV ấy,
Về khớp lệnh ấy, thì mình đánh giá rằng là một số cổ phiếu dòng ngân hàng đang không không tốt. MBB này trông như này thôi, nó đi giặt dẹo dẹo trong biên này thôi. STB này đâu có đẹp, Tây bán rất là kinh khủng, mà mình đang đang quay lại cái câu hỏi là mình không hiểu tại sao bốn cổ phiếu này nó mua bán liên tục. SAB, STS, STB và HD Bank là cứ bán này, sau đó mua lại. Đầu tiên bán dòng rất là kinh khủng đúng không? Sau đó mua lại này, sau đó bán lại đúng vào số đấy, mình không hiểu họ đang làm gì với những cổ phiếu này. HD Bank cũng tương tự. Hôm trước mình nghĩ rằng là họ bán xong này, đúng không? Mua lại đúng như chỗ đấy này, sau đó mua lại này 400 tỷ này. Bây giờ lại bán lại, mình không hiểu họ đang làm cái gì. SCS thế, mình đang đang rất là băn khoăn tại sao lại mua bán liên tục mà khối lượng bằng nhau như này để làm cái gì. SAB cũng thế, mình đang không biết là quỹ Thái bên Thái Lan nó là cơ cấu, thì hy vọng rằng anh chị em nào đừng có mua SAB này, bắt đáy cái này là dở rồi, bây giờ thiệt hại rất là lớn. Thì mình nghĩ là những cổ phiếu này chúng ta không thể phân tích được, kể cả việc ZE thôi, chúng ta trông như thế này thôi nhưng mà nó lẩy lên một cây xong nó rơi tiếp hay không thì thực sự là mình cũng không thể nào mà phân tích được. Đối với những cổ phiếu này mà khi không phân tích được thì tốt nhất đừng chơi, bởi vì chơi mà không phân tích được thì không khác gì anh chị em đánh đánh bạc. Có khi nó lên đến đây này, loại như này cũng có thể là anh chị có những cái lợi nhuận nó lên lên 109, nhưng mà nó mang chất là đoán mò. Thế tại sao anh chị không chơi những cổ phiếu mà có thể phân tích được? Như GVR bảo anh chị em mua quá ngon đó, mua hôm mùng 9 mình bảo mua giá 34,9 thì bây giờ anh chị em lợi nhuận cũng tương đối nhiều, cứ 10-20 mua bây giờ 11%. BCM cũng thế, cứ 10-20 anh chị em mua cho em để mua ở 63 này, bây giờ đâu đó cũng được khoảng tầm 6%, cứ 10-20 chị em mua thì nó an toàn hơn đúng không? Thì hy vọng là đây là một cái chia sẻ của cá nhân Tuấn Hưng giúp anh chị em có cái chiến lược mua bán trong thời gian tới, cũng như cổ phiếu mình cũng đã phím rồi. Anh chị em có câu hỏi gì đặt thì có thể liên hệ mình. Nếu anh chị em nào mà cảm thấy muốn trở thành broker hoặc nhà tư vấn trong tương lai thì có thể liên hệ mình có những các video đào tạo rất là tốt cho công ty chứng khoán VPS, thì hy vọng là sẽ được tiếp đón như trao đổi với chị em trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng là ngày mai sẽ có một cái kết cục tốt đẹp cho VN đây. Hy vọng rằng là VN đây sẽ tăng. Còn tăng xong thì ai bán thì điểm danh cho mình nhé. Mình thì chắc cũng sẽ có bán đấy. Ngày mai là mình khóa sổ không mua mấy rồi. Và nếu mà mua thì mình sẽ cố lặn ra cho vài cổ phiếu để chị em mua phím trong nhóm. Nhưng mà khuyến nghị ngày mai thì không nên mua nhiều. Mình nghĩ là ngày mai mình sẽ ngồi nghỉ ngơi và thứ tư, thứ năm nếu kéo mạnh thì mình sẽ bán nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và chào đón chị em về với nhóm mình.